Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vụ án cực kỳ nổi tiếng xảy ra tại Mỹ. Vào những năm 1990, có một cầu thủ bóng bầu dục da đen nổi tiếng, ngôi sao quảng cáo và diễn viên điện ảnh đã bị cuốn vào một vụ án mạng gây chấn động cả nước Mỹ. Đó chính là vụ giết người nổi tiếng O.J. Simpson. Vụ án xảy ra tại thành phố Los Angeles, thuộc bang California, đã thu hút sự chú ý rộng rãi của toàn thể người dân Mỹ thời bấy giờ. Toàn bộ quá trình kể từ khi vụ án xảy ra cho đến phiên tòa xét xử cuối cùng kéo dài hơn 1 năm 3 tháng, với nhiều tình tiết phức tạp và những diễn biến bất ngờ, khiến vụ án trở thành một câu chuyện vô cùng hấp dẫn. Nghi phạm số 1 của vụ án là ngôi sao bóng bầu dục người Mỹ gốc Phi có tên Odetho James Simpson. Ông sinh ngày 9 tháng 7 năm 1947 là một cầu thủ đã chơi ở Liên đoàn Thể thao National Football League trong 11 mùa giải, chủ yếu là với đội Buffalo Bills. Ông là một trong những cầu thủ bóng bầu dục nổi tiếng nhất nước Mỹ vào những năm 1970 và năm 1980, nổi tiếng với biệt danh O.J. Simpson. Thậm chí, chỉ bằng hai chữ cái viết tắt O.J., người ta cũng đã nhớ tới ông. Ông từng có biệt danh là Dơ Dùi, từng đoạt cúp Heisman, cầu thủ xuất sắc nhất của các đại học Mỹ vào năm 1968. Năm 1973, ông đã lập kỷ lục trở thành vận động viên đầu tiên chạy bóng vượt qua hơn 2.000 yard, tương đương 1.829 m. Năm 1985, ông được vinh danh trên bảng các tên tuổi cầu thủ chuyên nghiệp danh tiếng Pro Football Hall of Fame. Với thành tích thể thao rực rỡ sau khi giải nghệ năm 1979, ông vẫn là một triệu phú với khối tài sản lên đến hàng chục triệu đô la. Simpson đã có một cuộc sống xa hoa khác hẳn với quá khứ nghèo khổ của mình. Sau khi giã từ sự nghiệp thi đấu, con đường danh vọng của ông tiếp tục tỏa sáng khi ông bước chân vào lĩnh vực quảng cáo và đến với vai trò là nam diễn viên ăn khách của điện ảnh Hollywood. Ông có mặt trong các bộ phim như Capricorn One, The Lake Gun. Có thể nói rằng, ông là một siêu sao hàng đầu thời bấy giờ. Việc một siêu sao như vậy có dính líu đến một vụ án mạng đã gây chấn động dư luận và thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Vụ án đã thu hút sự chú ý của đông đảo công chúng đến mức người dẫn chương trình lừng danh Larry King từng tuyên bố trên kênh CNN rằng nếu chúng tôi có lịch phỏng vấn Chúa nhưng O.J. rảnh rỗi thì chúng tôi đành thất hẹn với Chúa vậy. Có chuyện kể rằng khi Tổng thống Nga lúc bấy giờ có tên Yeltsin bước chân xuống máy bay gặp Tổng thống Mỹ Clinton, câu đầu tiên ông hỏi người đồng nhiệm Mỹ đó là ông có nghĩ O.J. làm điều đó hay không? Vậy vụ án đã gây chấn động đến mức nào? Vào ngày xét xử Simpson, 140 triệu người dân đã theo dõi trực tiếp phiên tòa trên truyền hình. Tại sân bay, các hành khách đang chờ đợi chuyến bay đã đồng loạt bỏ qua việc lên máy bay, thà bỏ lỡ chuyến bay để theo dõi kết quả của phiên tòa. Sàn giao dịch chứng khoán New York nhộn nhịp mọi ngày bỗng trở lên ảm đạm, thậm chí cả Nhà Trắng cũng gần như ngừng hoạt động. Vậy, chuyện gì đã xảy ra vào năm đó mà khiến dư luận dậy sóng và quan tâm đến vậy? Hãy cùng mình quay ngược thời gian trở về ngày 12 tháng 6 năm 1994 để tìm hiểu chi tiết về câu chuyện. Ngày 12 tháng 6 năm 1994, hôm đó là một ngày Chủ nhật. Tối ngày hôm đó, trong căn nhà số 875 đường Bundy, thành phố Brentwood, tại một khu dân cư sang trọng trên đại lộ Rockingham ở phía tây Los Angeles, bỗng vang lên tiếng chó sủa không ngừng. Tiếng sủa nghe rất thê lương, như tiếng kêu than ai oán, rất khác thường. Pablo Fenit, một nhà biên kịch và viết kịch bản ma người Mỹ, cũng sống trong khu dân cư trên. Tối hôm đó, ông đang sáng tác tại nhà thì bị tiếng chó sủa chói tai ở bên ngoài làm phiền. Ông ngẩng đầu nhìn đồng hồ, khi đó là 22 giờ 15 phút tối. Ban đầu, ông nghĩ con chó chỉ sủa vài tiếng rồi thôi, nhưng không ngờ nó cứ sủa mãi không thôi. Tiếng chó sủa phiền phức khiến ông rất khó chịu vì không thể tập trung làm việc được. Vì vậy, ông bước ra khỏi nhà, đi về phía phát ra tiếng kêu để xem có chuyện gì xảy ra. Càng đến gần khu vực phát ra tiếng chó sủa thì bầu không khí càng trở nên ảm đạm. Ông kinh hãi khi phát hiện ra trên lối đi trước cửa của một ngôi nhà mặt đất đầy máu. Cách đó không xa có hai người nằm bất động xung quanh toàn máu và có vẻ như hai người đó đã chết. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, ông Phoenix sợ hãi vội vàng bấm điện thoại báo cảnh sát. Cảnh sát Los Angeles nhận được tin báo lập tức cử người đến xem xét hiện trường. Khi đến nơi, họ nhìn thấy một cảnh tượng rất hỗn loạn và tàn khốc. Tại hiện trường, họ phát hiện thấy hai nạn nhân. Người phụ nữ đang trong tư thế làm úp, cô mặc váy đen, dính máu và có nhiều vết thương. Bên cạnh cô, cách đó một bụi cây là thi thể của một người đàn ông cũng be bét máu. Người này mặc áo sơ mi màu nâu nhạt, quần jean màu xanh, đôi mắt vẫn mở to. Cả hai đều bị đâm nhiều nhát dao, cổ bị cứa, nằm gục trong vũng máu.
cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính của hai nạn nhân. Người phụ nữ có tên Lincoln Brown, 35 tuổi, là người da trắng, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1959 tại Tây Đức. Mẹ của cô là người Đức, còn cha của cô là người Mỹ. Người đàn ông là bạn của Brown có tên Ron Goldman, 25 tuổi, sinh ngày 2 tháng 7 năm 1968 tại thành phố Chicago, Mỹ. Nghề nghiệp là bồi bàn tại một nhà hàng Ý. Thời điểm đó, rất nhiều cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm và thu thập chứng cứ. Bên trong ngôi nhà, cảnh sát thấy hai con của nạn nhân Brown, bé Sidley 9 tuổi và Justin 6 tuổi vẫn đang ngủ say sưa. Họ đánh thức hai bé dậy, mặc quần áo cho chúng và đưa hai bé đến sở cảnh sát chờ nhận dạng người thân. Công tác điều tra kéo dài đến tận sáng ngày hôm sau mới xong. Qua điều tra thông tin nạn nhân, cảnh sát Los Angeles xác định người phụ nữ có tên Lincoln Brown chính là vợ cũ của ngôi sao bóng bầu dục da đen có tên O.J. Simpson. Họ cũng phát hiện địa chỉ nhà của Simpson cách hiện trường vụ án không xa. Vì vậy, Simpson nhanh chóng trở thành nghi phạm chính của vụ án. Thám tử da trắng phụ trách vụ án có tên Mark Fuhrman, 42 tuổi. Ông gia nhập Thủy quân lục chiến năm 18 tuổi và được Sở Cảnh sát Los Angeles thăng chức lên làm thám tử vào năm 1989. Khi phụ trách hiện trường, ông biết được chồng cũ của nạn nhân Brown sống gần đó. Ông có linh cảm rằng chồng cũ của nạn nhân có thể có liên quan mật thiết đến vụ án. Dựa trên kinh nghiệm điều tra của mình, ông biết việc lần theo dấu vết càng sớm thì càng có lợi cho việc phá án. Vì vậy, thám tử Mark quyết định gọi thêm 3 cảnh sát nữa. 4 người ngay lập tức cùng nhau đến nhà Simpson vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng. Tuy nhiên, họ bấm chuông cửa mãi mà không có ai ra mở cửa. Vì vậy, đành phải ra về trắng tay. Sau đó, họ đi vòng quanh nhà Simpson để thăm dò xem có gì khả nghi hay không. Quả nhiên, ở phía sau nhà, họ phát hiện thấy một chiếc xe Ford Bronco màu trắng khả nghi. Vài cảnh sát tiến lại gần, quan sát kỹ chiếc xe, phát hiện trên cửa sổ, tay nắm cửa và lốp xe đều có vết máu mới. Thời điểm này, thám tử Mark càng chắc chắn Simpson có liên quan rất cao đến vụ án. Tuy nhiên, họ không có lệnh khám xét nên không thể vào nhà Simpson được. Nhưng thám tử Mark không còn quan tâm đến điều đó nữa. Ông ra lệnh cho vài cảnh sát trèo tường vào nhà Simpson để khám xét và thu thập chứng cứ. Sau khi vào nhà, họ thấy Simpson không có ở nhà. Tuy nhiên, họ phát hiện nhiều vết máu khả nghi ở cổng chính, hành lang và nhiều nơi khác trong nhà. Tiếp đó, họ có một phát hiện quan trọng khác. Tại nhà Simpson, họ tìm thấy một chiếc găng tay da màu đen dính máu. Chiếc găng tay đó được cho là một trong những bằng chứng quan trọng của vụ án. Bởi vì, tại hiện trường vụ án, họ cũng tìm thấy một chiếc găng tay da màu đen tương tự, nhưng chỉ có một chiếc. Chiếc còn lại thì tìm mãi không thấy. Nhưng bây giờ, thám tử Mark đã tìm thấy chiếc găng tay còn lại trong nhà của Simpson. Dựa vào bằng chứng đó, Simpson chính thức trở thành nghi phạm số 1 của vụ án. Vì vậy, việc cấp bách bây giờ là phải tìm ra Simpson. Người đàn ông bị sát hại tại hiện trường có tên Ron Goldman là một người phục vụ tại một nhà hàng Ý và cũng là bạn của nạn nhân Brown. Vậy, tại sao anh ta lại xuất hiện tại nhà Brown? Vào tối ngày hôm đó, Brown đã cùng bạn bè và gia đình đến nhà hàng Ý nơi Goldman làm việc để ăn tối. Sau khi ăn tối xong, mẹ của Brown đã để quên kính tại nhà hàng. Goldman là bạn của Brown và biết nhà cô nên anh đã đặc biệt chạy đến để trả kính cho mẹ Brown. Nhưng không ai có thể ngờ rằng hành động thiện trí đó lại cướp đi tính mạng của anh. Hiện tại, trọng tâm của cảnh sát là tìm ra Simpson. Vậy ông ta đã đi đâu? Hóa ra, vào 23 giờ 59 phút đêm ngày 12 tháng 6 năm 1994, Simpson đã đến sân bay quốc tế Los Angeles, đáp chuyến bay đến Chicago vào lúc 5 giờ 30 phút sáng và lúc 6 giờ 15 phút sáng ngày hôm sau. Ông ta đã nhận phòng tại một khách sạn ở Chicago. Vào 7 giờ sáng, ông nhận được cuộc gọi điện thoại từ cảnh sát Los Angeles thông báo rằng vợ cũ của ông đã bị sát hại và yêu cầu ông lập tức trở về Los Angeles để hợp tác điều tra. Vào 8 giờ 30 phút sáng, ông trả phòng và rời khách sạn vào lúc 8 giờ 35 phút. Đến 9 giờ 15 phút sáng, ông rời khỏi Chicago để trở về nhà. Đến 10 giờ 45 phút sáng, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét nhà của Simpson. Thám tử Mark cùng các cảnh sát khác một lần nữa vào nhà Simpson để khám xét cẩn thận và kỹ càng hơn. Quả nhiên, họ đã tìm thấy thêm nhiều vết máu và một số bằng chứng khác. Tất cả những bằng chứng đó đều chỉ ra Simpson có tội. Vì vậy, ngay từ đầu, nhóm điều tra của thám tử Mark đã xác định Simpson là kẻ giết người. Đến 12 giờ trưa, Simpson từ Chicago trở về nhà ở Los Angeles. Ngay khi vừa về đến cửa, ông đã bị các cảnh sát đang chờ sẵn còng tay và đưa về đồn. Toàn bộ thời gian sau đó, ông ta bị giam giữ tại đồn cảnh sát để lấy lời khai. Tuy nhiên,
Simpson luôn miệng phủ nhận việc sát hại vợ mình. Ngày 16 tháng 6 năm 1994, tang lễ của Brown, vợ cũ của Simpson, được tổ chức. Simpson cũng đưa hai đứa con chung của họ đến tham dự lễ tang. Ngày 17 tháng 6 năm 1994, luật sư của Simpson đã thuyết phục cảnh sát đồng ý cho Simpson đầu thú vào 11 giờ trưa cùng ngày. Vì vậy, ngay từ sáng sớm, hàng trăm nghìn phóng viên đã tập trung trước cổng đồn cảnh sát để chờ đợi Simpson xuất hiện. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, ông ta vẫn không hề xuất hiện. Đến 2 giờ chiều, cảnh sát đã ra thông báo truy nã ông ta trên toàn quốc. Robert Kardashian, bạn thân và là luật sư bào chữa của Simpson, đã đọc trước giới truyền thông một bức thư viết tay của ông với nội dung lộn xộn, đầy những chỉ dấu cho thấy ông ta có ý định sẽ làm điều dại dột. Trong thư có đoạn: "Đừng thương cảm tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời, những người bạn tuyệt vời. Làm ơn, hãy nghĩ về một OG thực sự, chứ không phải là một con người đã đánh mất chính mình này. Cảm ơn đã khiến cho cuộc đời tôi trở nên đặc biệt. Tôi hy vọng tôi đã giúp được điều gì đó cho quý vị. Hòa bình và tình yêu, OG." Hầu hết, mọi người khi nghe bức thư đều cho rằng đó là một bức thư tuyệt mệnh. Simpson, người đáng lẽ ra phải đầu thú vào ngày hôm đó, đã biến mất không dấu vết. Một cảnh sát Los Angeles trong lúc tuần tra đã phát hiện ra chiếc Ford Bronco đời 1993 màu trắng của Simpson đang di chuyển về phía nam trên xa lộ 405. Khi xe cảnh sát cố gắng tiếp cận chiếc xe, viên cảnh sát nhìn thấy người bạn của Simpson có tên là Ann Cowling, cựu tuyển thủ bóng bầu dục nhà nghề, đang lái xe và hét lên với cảnh sát rằng đừng đến gần vì Simpson đang có vấn đề về tâm lý. Thời điểm đó, Simpson đang ngồi co ro ở ghế sau với khẩu súng tự dí vào đầu như có ý định làm điều dại dột. Nhờ vậy, để đảm bảo an toàn, cảnh sát bắt đầu rút lui nhưng vẫn bám theo phía sau với tốc độ chậm 50-60 km/h. Cảnh sát đã điều động trực thăng để theo dõi chiếc xe của Simpson nhằm ngăn chặn ông ta bỏ trốn. Ngoài ra, nhiều hãng truyền thông cũng điều động trực thăng để phát sóng trực tiếp từ trên không. Trong chốc lát, trên mặt đất có xe cảnh sát bám theo xe của Simpson. Trên trời có trực thăng của cảnh sát và các đài truyền hình lớn. Cao điểm có đến 20 chiếc trực thăng bám sát xe của Simpson. Người dân Los Angeles sau khi xem và nghe tin tức phát sóng trực tiếp đã tò mò đổ xô ra đường, chờ đợi xem cuộc rượt đuổi hay ho đó. Cả thành phố trở nên vô cùng sôi động và nhộn nhịp. Không chỉ Los Angeles mà rất nhiều người dân trên khắp đất nước Mỹ đều đang theo dõi buổi phát sóng trực tiếp rượt đuổi gay cấn trên đường phố. Vào thời điểm đó, một trận đấu của Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia được viết tắt là NBA giữa Rockets và Clippers cũng đang diễn ra. Đây là một trận đấu rất quan trọng, nhưng dường như mọi người đã không còn quan tâm đến trận đấu nữa. Theo thống kê tỷ lệ người xem sau đó, số người xem buổi phát sóng trực tiếp cuộc đào tẩu của Simpson cao hơn nhiều so với trận đấu NBA. Với lượng khán giả ước tính khoảng 95 triệu người, sự kiện truy bắt nghi phạm được mô tả là chuyến đi nổi tiếng nhất trên bờ biển nước Mỹ. Vụ việc ước tính đã làm tăng doanh số bán xe Ford Bronco thêm 7.000 chiếc vào năm 1994 so với năm 1993. Đến 20 giờ tối, sau khi lái xe được khoảng 50 dặm, chơi trò mèo đuổi chuột, chiếc xe của Simpson cuối cùng cũng về đến nhà. Ông ta được cảnh sát cho phép ở lại trong nhà một tiếng đồng hồ. Sau đó, ông ta đã đổ thú với cảnh sát. Trong xe, người ta tìm thấy một chiếc túi du lịch cùng nhiều thứ khác như hộ chiếu, vật ngụy trang, bao gồm GMF và râu giả và một khẩu súng. Tiếp theo, Simpson sẽ phải đối mặt với hai tội danh giết người. Mặc dù ông ta luôn một mực phủ nhận việc sát hại vợ cũ, nhưng cảnh sát và công tố viên vẫn tự tin về việc phán đoán kết quả của vụ án. Họ tin rằng việc Simpson bị kết án chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì họ không chỉ tìm thấy động cơ giết người của ông ta, mà còn tìm thấy rất nhiều bằng chứng xác thực chứng minh ông ta chính là kẻ giết người. Trên thực tế, Simpson có tính cách rất hung bạo, cả trên sân cỏ lẫn trong cuộc sống. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, Simpson kết hôn với Marguerite L. Whitley, người vợ đầu tiên. Họ có 3 người con có tên Alden, Jason và Aaron. Tháng 8 năm 1979, cô bé Aaron không may chết đuối trong bể bơi của gia đình. Vào năm 1977, Simpson gặp nạn nhân Brown khi cô đang làm việc phục vụ tại hộp đêm The Daisy ở Beverly Hills. Mặc dù đang có vợ con để huề, nhưng Simpson đã bắt đầu hẹn hò với Brown. Vào tháng 3 năm 1979, Simpson và Marguerite, người vợ đầu tiên, chính thức ly hôn. Vào ngày 2 tháng 2 năm 1985, Simpson và Brown kết hôn. Sau 5 năm, ông ta từ giã sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp. Họ có với nhau hai người con có tên là Justin và Silly. Hồi mới cưới nhau, Simpson đã có thói bạo hành Brown. Thậm chí khi mang thai đứa con đầu lòng,
Brown đã phải gọi cảnh sát vì Simpson dùng gậy bóng chày đập liên tục vào chiếc xe của cô. Thực tế, theo nhật ký của Brown, thói bạo lực gia đình của Simpson manh nha từ khi cả hai quen nhau từ năm 1977. Sau khi kết hôn, cuộc hôn nhân của họ ngày càng đi vào ngõ cụt vì việc ưa dùng bạo lực vào thói quen trăng hoa của chồng. Simpson thậm chí còn chê vợ mình quá béo kể từ khi mang thai trước mặt bồ mới. Brown luôn lo lắng về các cuộc tình bên ngoài của chồng và sợ chồng lây bệnh xã hội cho mình. Mỗi khi than trách chồng về những mối quan hệ bừa bãi bên ngoài, cô đều phải gánh chịu những trận đòn dày vò thể xác từ chồng. Vào cuối năm 1989, cảnh sát đã đến thăm nhà cô và Simpson 8 lần vì các cuộc gọi về bạo lực gia đình và họ không hề giúp đỡ cô trong bất kỳ cuộc gọi nào trong số đó. Vào ngày 31 tháng 12 năm 1989, cô gọi điện thoại cho cảnh sát bày tỏ Simpson có thể sẽ giết mình. Cô được cảnh sát tìm thấy đang trốn trong bụi cây bên ngoài nhà của họ với tình trạng bị đánh đập thậm tệ và bán khỏa thân. Simpson được cho là đã đấm, tát và đá cô dã man. Ông ta cũng không bảo chữa cho hành vi của mình. Lý do ông ta bạo hành vợ mình là vì luôn nghi ngờ vợ mình không chung thủy và ngoại tình. Theo thời gian, Brown đã đệ đơn ly hôn vào ngày 25 tháng 2 năm 1992 với lý do là những khác biệt không thể hòa giải được. Chuyện này xảy ra sau khi Brown phát hiện ra mối tình kéo dài một năm của Simpson được cho là đã có với người mẫu Tony Kitten. Vào tháng 10 năm 1993, Brown tiếp tục gọi cảnh sát để báo rằng Simpson lại tấn công mình sau khi ông ta được cho là đã nhìn thấy một bức ảnh của một người đàn ông mà Brown đã hẹn hò khi họ chia tay và cảnh sát lại can thiệp. Trong đó, cô miêu tả với cảnh sát Los Angeles rằng tôi sợ Simpson và tâm trạng của hắn. Khi hắn phát điên, tôi sợ lắm, mắt hắn tối sầm, lạnh lẽo như dã thú. Tổng cộng, các công tố viên trong phiên tòa xét xử đã phát hiện ra 62 vụ Simpson có hành vi ngược đãi đối với Brown. Tuy nhiên, ông ta chưa bao giờ bị trừng phạt. Sau khi ly hôn, Simpson vẫn không từ bỏ vợ cũ, không ngừng tỏ ra ghen tuông. Hai người vẫn duy trì mối quan hệ mập mờ. Thỉnh thoảng, ông ta lại đến nhà để tìm cô. Một trung tâm bảo trợ phụ nữ cho biết, 4 ngày trước khi vụ án xảy ra, họ đã nhận được điện thoại của Brown. Cô bày tỏ trong điện thoại rằng, tôi rất sợ hãi Simpson, chồng cũ của tôi, và tin rằng hắn đang theo dõi tôi. Ngoài ra, gia đình của Brown cũng cho biết, cô thường kể với họ rằng Simpson đang theo dõi cô. Cô cũng từng tâm sự với bạn bè rằng dù đi đâu mình cũng nhìn thấy Simpson đang theo dõi, thật sợ hãi. Hai người bạn của Brown đều cho biết Brown rất sợ Simpson bởi vì hắn đã đe dọa cô ấy rằng nếu hắn phát hiện ra Brown ở cùng với một người đàn ông khác, hắn sẽ giết cô ấy. Tại hiện trường của vụ án, cảnh sát đã tìm thấy một chiếc găng tay da màu đen dính máu. Đây là một chiếc găng tay bên trái. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy trên găng tay có vết máu của Simpson, Brown và Goldman. Chiếc găng tay còn lại được tìm thấy trong nhà của Simpson. Đó là một chiếc găng tay bên phải màu đen. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy trên găng tay có máu của Goldman và có thể khẳng định rằng hai chiếc găng tay đó là một đôi. Cảnh sát tìm thấy một dấu giày dính máu tại hiện trường của vụ án. Qua phân tích dấu giày, họ phát hiện ra nó đến từ một đôi giày nam hiệu Bruno Marli phiên bản giới hạn. Đây là một thương hiệu xa xỉ chuyên về giày và đồ da của Ý. Mẫu giày đó chỉ được bán 299 đôi tại Mỹ. Kích thước dấu giày là 12, tương đương với 305mm, trùng khớp với cỡ giày của Simpson. Cảnh sát tìm thấy một số sợi tóc trên áo sơ mi của nạn nhân Goldman. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy những sợi tóc đó trùng khớp với DNA của Simpson. Cảnh sát tìm thấy một đôi tất trong phòng ngủ của Simpson. Trên hai chiếc tất có tổng cộng khoảng 20 vết máu. Sau khi xét nghiệm DNA, kết quả cho thấy máu trên đó thuộc về Brown. Thông qua hóa đơn do cửa hàng dao kéo Rod Cutlery cung cấp cho thấy Simpson đã mua một con dao dài 12 inch vào 6 tuần trước khi vụ án mạng xảy ra. Con dao trên rất giống với đặc điểm của hung khí gây án mà nhân viên điều tra mô tả và con dao đã được tìm thấy trong nhà Simpson. Ngoài máu của các nạn nhân, cảnh sát tìm thấy một giọt máu khả nghi tại hiện trường vụ án. Kết quả xét nghiệm DNA cho thấy xác suất giọt máu đó không phải của Simpson vô cùng nhỏ. Nói một cách dễ hiểu hơn thì có máu của Simpson tại hiện trường vụ án. Kết quả phân tích DNA trên chiếc xe Ford Bronco của Simpson và các vết máu gần đó cho thấy những vết máu đó đến từ Simpson, Brown và Goldman. Ngoài những bằng chứng được đề cập ở trên, còn có một số bằng chứng khác. Tất cả những bằng chứng đều chỉ ra Simpson là hung thủ thực sự. Nếu Simpson bị kết hai tội giết người, mức án cao nhất ở California sẽ là tử hình. Vì vậy, ông ta đã làm một điều mà không ai ngờ tới.
ông ta đã thuê một đội ngũ luật sư bảo chữa hùng hậu gồm nhiều người, được truyền thông thời bây giờ được gọi là Dream Team, được dịch là đội hình bảo chữa trong mơ. Trong đó có các luật sư nổi tiếng, chuyên gia tố tụng, chuyên gia pháp y hình sự, vân vân. Đội hình có thể nói là cực kỳ khủng và hoành tráng. Trong số đó có cả vị thám tử nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, tiến sĩ Lý Sương Ngọc. Sau khi nghiên cứu, các thành viên của đội ngũ luật sư bảo chữa tự tin khẳng định họ sẽ bảo chữa cho Simpson vô tội. Đọc đến đây, chắc hẳn nhiều người sẽ không khỏi thắc mắc. Dưới những bằng chứng đanh thép mà cảnh sát đã thu thập được, liệu Simpson có thể thoát tội bằng cách nào? Và liệu Simpson có thực sự không phải là kẻ giết người hay không? Tiếp theo, một vở kịch tranh luận tại tòa án sắp được diễn ra. Chúng ta sẽ tiếp tục với phần hấp dẫn nhất của vụ án. Simpson là một siêu sao ở Mỹ, ông rất có tầm ảnh hưởng. Vì vậy, vụ án giết người của O.J. Simpson đã thu hút sự chú ý của cả nước Mỹ. Do đó, phiên tòa xét xử vụ án còn được mệnh danh là phiên tòa của thế kỷ. Trước khi xét xử, tòa án đã xác nhận các thành viên bồi thẩm đoàn cho vụ án. Họ bao gồm 12 người, 10 nữ và 2 nam. Trong số 12 thành viên bồi thẩm đoàn, có 8 người da đen, 1 người da trắng, 1 người gốc Tây Ban Nha và 2 người Lai. Thẩm phán chủ trì phiên tòa có tên Lan Ito, sinh năm 1950 tại Los Angeles, khi đó 45 tuổi. Ông Ito là con cháu của những người Nhật đã sinh sống qua nhiều thế hệ tại Mỹ. Ông Ito được biết đến với sự công bằng và nghiêm khắc trong việc xét xử các vụ án hình sự. Ông là một thẩm phán người Mỹ gốc Nhật. Vì vậy, việc ông được bổ nhiệm làm thẩm phán cho vụ án có một phần ý nghĩa thầm kín sâu sắc, có thể tránh được sự nghi ngờ của công chúng về việc thẩm phán là người da đen hay người da trắng. Trong tư tưởng của người Mỹ, vụ án có hàm ý chủng tộc. Một người da đen bị khởi tố giết hai người da trắng để cho phiên tòa được công bằng thì quan tòa không thể là người da trắng hoặc da đen. Do đó, họ lựa chọn ông Ito là người da vàng để thể hiện sự công minh của vụ án. Công tố viên chính trong vụ án có tên Marcia Clark, sinh năm 1953, khi đó 42 tuổi. Bà là một nữ công tố viên kỳ cựu, thông minh và giàu kinh nghiệm trong các vụ án hình sự. Bà đã nhiều lần tham gia các vụ án lớn và đạt được kết quả tốt để giành được sự ủng hộ của cộng đồng người da đen. Bên công tố đã đặc biệt mời luật sư da đen có tên Christopher Darden hỗ trợ. Ông là một luật sư da đen tài năng và rất có kinh nghiệm. Phía công tố quyết tâm giành chiến thắng trong vụ án thế kỷ này. Trước đó, Simpson luôn phủ nhận mọi tội lỗi của mình bởi vì ông ta đã chi rất nhiều tiền để thuê một đội ngũ luật sư rất sừng sỏ và hoành tráng được tập hợp từ nhiều luật sư và chuyên gia có tiếng tăm. Đội hình bảo chữa sang trọng chưa từng có, được giới truyền thông Mỹ mệnh danh là Dream Team, đội hình bảo chữa trong mơ. Trong số đó có luật sư Do Thái nổi tiếng có tên Robert Shapiro, người có mạng lưới quan hệ rộng rãi và danh tiếng cao. Ông từng là luật sư cho ngôi sao Hollywood Marlon Brando và có tài thao lược. Luật sư da đen có tên Johnny Cochran, người từng giúp Michael Jackson thắng kiện, cũng rất nổi tiếng trong giới luật pháp. Francis Nibali, luật sư bảo chữa hình sự nổi tiếng, được mệnh danh là một trong những chuyên gia hàng đầu của giới luật sư Mỹ. Michael Baden, chuyên gia giải phẫu và pháp y kỳ cựu, từng là chuyên gia pháp y chính trong vụ án sát hại Tổng thống Mỹ Kennedy. Tiến sĩ Lý Sương Ngọc, thần thám người Mỹ gốc Hoa, thám tử hình sự nổi tiếng, chuyên gia về các sai sót tại hiện trường vụ án. Ngoài những người kể trên, còn có hơn 10 chuyên gia khác về luật, pháp y, sai sót v.v. tạo thành đội hình bảo chữa trong mơ cho Simpson. Phiên tòa bắt đầu, bên công tố đã đưa ra một loạt bằng chứng. Ngoài việc liên kết một số bằng chứng quan trọng, họ còn liệt kê thêm nhiều chi tiết khác. Công tố viên chính Marcia Clark cho biết, vào ngày xảy ra vụ án, tức là vào tối ngày 12 tháng 6 năm 1994, Simpson đã bay từ Los Angeles đến Chicago. Ngay sau khi ông ta đến khách sạn ở Chicago, ông ta đã nhận được cuộc gọi từ thám tử Ron Philip của cảnh sát Los Angeles. Khi thám tử thông báo cho Simpson tin vợ cũ của ông bị giết vào đêm hôm trước, phản ứng đầu tiên của ông ta là ai đã giết cô ấy? Cảnh sát cho rằng đây không phải là một phản ứng bình thường. Hầu hết mọi người khi biết tin như vậy sẽ hỏi rằng chuyện gì đã xảy ra hay cô ấy đã chết như thế nào? Tuy nhiên, Simpson sau khi nhận được điện thoại lại tỏ ra không hề ngạc nhiên, như thể đã biết chuyện gì xảy ra rồi. Vụ án có hai nạn nhân, đó là Brown, vợ cũ của Simpson, và Goldman, người phục vụ tại nhà hàng. Vậy mối quan hệ giữa hai người họ là gì? Một số người đã thấy hai người họ hay đi cùng nhau rất gần gũi, thường xuyên xuất hiện cùng nhau. Vì vậy, có thể suy đoán mối quan hệ của hai người rất có thể đã vượt qua mức bạn bè thông thường. Vào đêm xảy ra vụ án, Brown và Goldman đã ở bên nhau. Mặc dù
Goldman đến trả kính cho mẹ Brown, nhưng có vẻ như anh ta không rời đi ngay sau đó. Theo lời khai của một người bạn thân Brown cho biết, Brown đã từng tâm sự với cô rằng Simpson đã đe dọa Brown nếu cô ấy qua lại với người đàn ông khác, hắn sẽ giết cô ấy. Cảnh sát tuyên bố rằng Simpson có xu hướng bạo lực rõ ràng. Theo hồ sơ của cảnh sát, họ đã 9 lần được gọi đến để giải quyết các vấn đề bạo lực gia đình giữa Simpson và Brown. Vì vậy, cảnh sát tin rằng với các bằng chứng và lời khai đã thu thập được, họ có thể xây dựng được một động cơ giết người rõ ràng của Simpson. Về mặt thời gian, ông ta hoàn toàn có đủ thời gian gây án. Quay trở lại đêm xảy ra vụ án, giả sử Simpson là hung thủ, hàng xóm nghe thấy tiếng chó sủa vào lúc 22 giờ 15 phút tối. Mà theo kết quả giám định pháp y, thời gian tử vong của nạn nhân là khoảng 22 giờ đến 22 giờ 15 phút tối, giả sử Simpson giết người vào lúc 22 giờ 15 phút tối. Sau đó, nhanh chóng lái xe về nhà để lau dọn vết máu. Phải biết rằng, nhà của Brown và Simpson rất gần nhau. Thời điểm đó, đường phố vào buổi tối cũng rất vắng vẻ. Lái xe bình thường chỉ mất 6 phút để đi từ nhà Brown đến nhà Simpson. Vì vậy, ông ta hoàn toàn có đủ thời gian để về nhà dọn dẹp. Sau đó, rời khỏi nhà vào lúc 23 giờ để lên xe của tài xế và đi đến sân bay Los Angeles. Theo lời khai của chính Simpson, từ lúc 21 giờ 40 phút đến 22 giờ 50 phút tối ngày hôm đó, ông ta đang ngủ một mình ở nhà, nhưng không ai có thể chứng minh được điều đó. Vì vậy, nếu ông ta là hung thủ thì có động cơ và thời gian gây án phù hợp, bằng chứng cũng rất xác đáng. Bên công tố nắm giữ một số bằng chứng rất bất lợi cho Simpson. Ví dụ như, tại hiện trường vụ án phát hiện một chiếc găng tay màu đen, trên đó có DNA của hai nạn nhân và Simpson. Cảnh sát thậm chí còn tìm thấy một chiếc găng tay màu đen dính máu khác tại nhà của ông ta. Sau khi kiểm tra, hai chiếc găng tay đó là một cặp. Dấu chân tại hiện trường vụ án trùng khớp với cỡ giày của Simpson. Tại hiện trường cũng tìm thấy dấu máu và tóc của ông ta. Bên công tố nhấn mạnh thêm, vào ngày hôm sau vụ án, khi Simpson bị đưa về đồn cảnh sát để thẩm vấn, họ đã phát hiện thấy một vết thương trên ngón tay của ông ta và vết thương đó rất có thể là do gây án mà ra. Tại phiên tòa, bên công tố đã phân tích rất chi tiết và liệt kê động cơ gây án, thời gian gây án và bằng chứng gây án của Simpson rất rõ ràng và tỉ mỉ. Tất cả dường như đã tạo thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh để kết tội. Có vẻ như Simpson rất khó để có thể thoát khỏi diện tình nghi. Xét về dư luận ban đầu của phiên tòa, hầu hết mọi người đều cho rằng bằng chứng của bên công tố là hợp lý và đầy đủ, Simpson có tội. Tuy nhiên, tiếp theo là thời điểm đội hình bào chữa trong mơ của Simpson thể hiện sức mạnh đào bới lung lay tận gốc rễ của mình. Chiến thuật của họ có thể được mô tả là vô cùng bài bản và xuất sắc. Đội ngũ luật sư bào chữa của Simpson liên tục tung ra những chiến thuật bất ngờ và hiệu quả đến khó tin. Họ vẫn giữ nguyên chiến lược không vội vàng, hấp tấp, phản bác các bằng chứng của bên công tố, mà tập trung vào việc tấn công thám tử Mark Fuhrman, người phụ trách điều tra vụ án. Ông Mark đã ở hiện trường vụ án và khám xét tại nhà của nạn nhân và nhà của Simpson. Ông tìm thấy găng tay, vết máu và hàng loạt những bằng chứng then chốt khác. Tại thời điểm đó, luật sư bào chữa bắt đầu hỏi thám tử Mark rằng ông có từng sử dụng từ Nigger hay không? Bởi vì thuật ngữ trên được coi là cực kỳ gây khó chịu và việc sử dụng từ ngữ trên sẽ gây ra những mâu thuẫn mang nặng tư tưởng kỳ thị chủng tộc. Trở lại với câu chuyện tại tòa, thám tử Mark hơi bối rối khi nghe câu hỏi kỳ quặc trên. Ông có vẻ hơi ngạc nhiên trước câu hỏi như vậy nên đã trả lời là không. Luật sư bào chữa tiếp tục khai thác thêm mâu thuẫn trong lời khai của thám tử Mark về việc sử dụng từ ngữ xúc phạm người da đen. Màn đối chất ngày càng gay cấn, luật sư bào chữa hỏi tiếp, ông có chắc chắn là không bao giờ sử dụng từ nigger trong 10 năm qua hay không? Thám tử Mark khó chịu đáp, tôi đã nói là không, tôi thề rằng tôi chưa bao giờ sử dụng từ đó. Luật sư bào chữa tiếp lời, vậy ông có nhớ vào năm 1985 hoặc năm 1986, ông đã gọi một người phụ nữ da đen là? Thám tử Mark ngắt lời và bày tỏ, tôi không nhớ, các ông đang cố gắng gài bẫy tôi. Luật sư bào chữa tự tin đáp rằng, chúng tôi có bằng chứng chứng minh ông đã sử dụng từ nigger vào năm 1985. Vào thời điểm đó, ông là một cảnh sát và ông đã sử dụng từ đó khi đang làm nhiệm vụ. Thám tử Mark cảm thấy mất bình tĩnh và phản biện. Đó là dối trá, các ông đang vu khống tôi. Màn đối chất gay cấn giữa luật sư bào chữa và thám tử Mark đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong phiên tòa. Bầu không khí trong phiên tòa trở nên hỗn loạn. Thẩm phán yêu cầu mọi người trong phiên tòa hãy trật tự, còn khán giả ở dưới xem thì xôn xao khắp khán phòng. Luật sư bào chữa chắc cú bày tỏ, thưa thẩm phán, chúng tôi yêu cầu được trình bày bằng chứng của mình. Luật sư bào chữa mỉm cười và tung ra bằng chứng chí mạng
bằng một đoạn ghi âm cuộc phỏng vấn của thám tử Mark vào năm 1986. Trong đó, ông đã sử dụng từ nigger tới 41 lần. How do you arrest a violent suspect? I yelled. Have a man do it. You've got to be a borderline sociopath. You've got to be violent. Bị luật sư bảo chữa dồn ép, ông không thể chối cãi thêm nữa. Dưới sự chứng kiến của toàn thể quốc dân, thám tử Mark buộc phải thừa nhận đã sử dụng từ ngữ xúc phạm người da đen trong quá khứ. Bầu không khí trong phiên tòa tiếp tục trở nên náo nhiệt. Khán giả xem truyền hình trực tiếp trên toàn nước Mỹ vô cùng phẫn nộ. Hình ảnh của ông Mark, một thám tử da trắng, sử dụng từ ngữ xúc phạm người da đen gây chấn động dư luận. Ông ngồi trên ghế bị cáo, mặt tái mét, không nói nên lời. Ông tự dồn mình và con đường cùng do đã vội vàng khẳng định trước đó rằng mình đã không bao giờ sử dụng từ ngữ trên. Luật sư bảo chữa tiếp tục tấn công vì họ nhận thấy đây là cơ hội vàng để hạ gục thám tử Mark. Họ không ngừng truy vấn và yêu cầu ông giải thích lý do tại sao sử dụng từ ngữ xúc phạm trong quá khứ. Thám tử Mark lúng túng, không thể đưa ra câu trả lời thỏa đáng. Màn đấu chất gay go đã khiến vụ án của Simpson xoay chiều hoàn toàn. Họ tiếp tục chất vấn ông Mark một cách dữ dội. Có phải ông đã bịa đặt ra bằng chứng và báo cáo khám nghiệm hiện trường hay không? Có phải ông đã cố tình gài bẫy Simpson vì phân biệt chủng tộc hay không? Thám tử Mark bối rối trước những câu hỏi dồn dập và không biết phải xử trí như thế nào. Do đã bị vạ mồm trước đó, ông sợ càng trả lời thì lại càng sai, nên đã quyết định sử dụng quyền im lặng. Không ai ngờ rằng, đến thời điểm này, dư luận toàn nước Mỹ đã thay đổi. Vụ án Simpson không còn là một vụ án mạng đơn thuần nữa. Trong nhiều tháng qua, truyền thông đưa tin điên cuồng và không ngừng thao túng đã khiến vụ án leo thang thành vấn đề phân biệt chủng tộc. Vụ án Simpson bất giác đã trở thành cuộc đấu tranh giữa người da đen và người da trắng. Theo một báo cáo điều tra, 74% người da trắng tin rằng Simpson có tội, trong khi 77% người da đen thì tin rằng Simpson vô tội. Do đó, áp lực dư luận do phân biệt chủng tộc cũng trở thành một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến bước ngoặt của vụ án. Trên thực tế, đây chính là chiến lược mà đội hình bào chữa trong mơ đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Họ đào sâu vào những vấn đề chủ yếu xoay quanh sự hấp tấp và cầu thả của cảnh sát trong quá trình thu thập chứng cứ, cũng như thái độ kỳ thị chủng tộc của một số nhân vật chủ chốt trong lực lượng điều tra vụ án. Tiếp theo, đến đòn tấn công ngoạn ngục của luật sư bào chữa, họ bắt đầu thảo luận xoay quanh chiếc găng tay, một trong những bằng chứng quan trọng của vụ án. Có một nhân viên bán hàng tại cửa hàng có thể làm chứng rằng anh ta đã nhìn thấy nạn nhân Brown mua cặp găng tay đen đó. Luật sư bảo chữa cho rằng nếu Simpson thực sự đã mang đôi găng tay đó để gây án, với một bằng chứng quan trọng như vậy, ông ta không những không tiêu hủy mà còn để cảnh sát dễ dàng tìm thấy, thậm chí nó còn được tìm thấy ở cả hiện trường vụ án và nhà riêng của ông ta. Tình huống đó rõ ràng là không hợp lý, mà giống như ai đó đang cố tình gài bẫy ông ta thì đúng hơn. Quả nhiên, lời phát biểu và giả thuyết đầy khiêu khích của bên luật sư bảo chữa đã khiến các công tố viên đứng ngồi không yên. Bên công tố bất ngờ đề nghị để Simpson thử đeo cặp găng tay đó. Luật sư bảo chữa như thể đã lường trước được điều này, đã đồng ý một cách rất bình tĩnh để Simpson đeo thử cặp găng tay. Chúng ta có thể thấy từ đoạn video của phiên tòa, cặp găng tay trông có vẻ rất nhỏ hơn so với tay của Simpson khá nhiều. Simpson rất khó khăn để đeo được cả hai chiếc găng tay vào. Sau đó, ông ta giơ hai tay lên để cho cả phiên tòa xem. Và thế là chúng ta tiếp tục có một trong những hình ảnh nổi tiếng nhất của vụ án. Trong đoạn phim, Simpson tỏ ra vô cùng vô tội, như thể đang nói rằng cái này sao có thể đeo vào được. Trên thực tế, việc yêu cầu Simpson thử đeo găng tay ban đầu là không cần thiết. Nếu không thử đeo, sẽ không có ai nghi ngờ rằng ông ta không đeo vừa. Tuy nhiên, điều khó tin là yêu cầu Simpson thử đeo găng tay lại do chính bên công tố đưa ra. Sai lầm nghiêm trọng của bên công tố đã được đưa vào danh sách giáo khoa với những sai lầm trong vụ án. Đó là đừng bao giờ hỏi những câu hỏi mà bản thân không chắc chắn về câu trả lời. Sau này người ta mới biết đội hình bào chữa trong mơ đã vạch ra chiến lược trên từ trước. Để thuận lợi thực hiện chiến lược trên, họ đã cho Simpson ngưng sử dụng thuốc điều trị viêm khớp 2 tuần trước đó. Điều này khiến bàn tay của ông ta bị sưng phồng và các ngón tay không thể gập lại được. Qua màn đấu trí giữa hai bên, Simpson đã dần dần thoát khỏi tình thế bất lợi, chuyển thành thế cân bằng. Tiếp theo, bên bảo chữa đã cử tiến sĩ Lý Sương Ngọc, khi đó 57 tuổi, chuyên gia chứng cứ ra trình bày. Ông đã phát động một cuộc tấn công từ góc độ của một số bằng chứng quan trọng trong đó. Cảnh sát đã tìm thấy một giọt máu
trên thanh cánh cửa tại hiện trường vụ án. Sau khi kiểm tra DNA, giọt máu đó thuộc về O.J. Simpson. Tuy nhiên, ngay sau đó, bên bảo chữa đã đưa ra nghi vấn xung quanh giọt máu được cho thuộc về Simpson. Đầu tiên, ETA được phát hiện trong giọt máu đó. ETA là tên viết tắt của axit ethylenediamine ethacetic, một hợp chất hữu cơ. Khi lấy máu để ngăn máu đông, ETA sẽ được thêm vào và máu bình thường sẽ không có thành phần ETA. Vậy, tại sao giọt máu của Simpson ở hiện trường vụ án lại có thành phần của ETA? Thứ hai, quy trình thu thập mẫu máu của cảnh sát không đúng quy trình. Khi đó, kỹ thuật viên được cử đi thu thập mẫu máu của Simpson. Sau khi thu thập xong, họ không trực tiếp gửi mẫu máu đến phòng thí nghiệm để kiểm tra, mà không hiểu vì lý do gì đã giữ mẫu máu trong túi áo khoác của mình suốt cả ngày rồi mới gửi đi để kiểm tra. Vậy, trong khoảng thời gian một ngày đó, rất nhiều việc có thể đã xảy ra. Hơn nữa, kỹ thuật viên khi đó đã lấy 8ml mẫu máu của Simpson, nhưng cuối cùng chỉ có 6,5ml được gửi đến phòng thí nghiệm. Vậy, 1,5ml mẫu máu còn thiếu đã đi đâu? Thứ ba, giọt máu của Brown trên thanh cánh cửa không phải được thu thập ngay từ đầu mà được thu thập sau 3 tuần xảy ra vụ án. Việc thu thập mẫu máu được thực hiện vào ngày 3 tháng 7 năm 1994, trong khi đoạn video ghi lại cảnh khám nghiệm hiện trường lần đầu tiên vào ngày 13 tháng 6 năm 1994, không hề có giọt máu nào ở vị trí tương ứng. Vậy, việc này được giải thích ra sao? Đến đây, bằng chứng về giọt máu vốn rất có lợi cho cảnh sát, giờ đây dường như đã trở thành kém tin cậy hơn. Bên bảo chữa tiếp tục liệt kê một loạt sai lầm sơ đẳng mà cảnh sát đã mắc phải. Sau khi thi thể của hai nạn nhân được phát hiện vào tối ngày hôm đó, cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Tuy nhiên, không rõ vì lý do gì, nhân viên pháp y lại đến rất muộn. Mãi đến 10 tiếng sau khi vụ án xảy ra, họ mới đến hiện trường. Vì vậy, đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để xác định chính xác thời gian tử vong của hai nạn nhân. Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Khi cảnh sát Los Angeles đến hiện trường vụ án, biết rằng nhân viên pháp y sẽ không thể đến ngay trong thời gian ngắn, nên một cảnh sát đã tự ý lấy tấm chăn trắng trong phòng của Brown để đắp lên thi thể của cô, với mục đích bảo vệ hiện trường. Cần biết rằng, mặc dù Brown đã ly hôn với Simpson, nhưng hai người vẫn có mối quan hệ mập mờ. Vì vậy, việc có DNA của Simpson trên tấm chăn là điều hết sức bình thường. Nếu đắp tấm chăn lên thi thể của Brown, thì việc DNA của Simpson xuất hiện trên thi thể của cô cũng là điều dễ hiểu và rất có thể đến từ tấm chăn định mệnh đó. Hành động thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát đã khiến bằng chứng DNA của Simpson tại hiện trường vốn là một bằng chứng rất bất lợi trở nên kém tin cậy hơn. Ngoài ra, sau khi vụ án xảy ra, thám tử Mark đã cùng 3 cảnh sát khác đã đến nhà của Simpson và trèo tường vào nhà. Vì vậy, những bằng chứng thu thập được tại nhà Simpson vào tối ngày hôm đó đều là những bằng chứng thu thập bất hợp pháp, hay còn gọi là vi phạm thủ tục tố tụng. Trên thực tế, vào tối ngày hôm đó, mặc dù thám tử Mark đi cùng các cảnh sát khác, nhưng chỉ có một mình ông trèo tường vào nhà của Simpson. Nói cách khác, ông là người đầu tiên phát hiện ra chiếc găng tay và chiếc tất dính máu. Chỉ có bản thân ông có thể chứng minh rằng khi đó ông đã đến hiện trường vụ án trước rồi mới đến nhà của Simpson. Do đó, rất có thể ông đã vô tình mang theo máu, tóc và các vật chứng khác từ hiện trường vụ án vào nhà của Simpson. Vì vậy, bên bảo chữa cho rằng các bằng chứng mà cảnh sát thu thập được tại nhà của Simpson phải bị coi là không hợp lệ. Vào 10 giờ sáng ngày 3 tháng 10 năm 1995, phiên tòa xét xử vụ án đã đi đến phán quyết cuối cùng. Vụ án đã được xét xử trong hơn 1 năm 3 tháng. Sau 4 giờ thảo luận, tòa án đã đưa ra phán quyết cuối cùng. Simpson không phạm tội giết người. Ngay thời điểm tòa tuyên án, Simpson vui sướng khẳng định: "Ngay từ đầu, tôi hoàn toàn không có tội 100%. Ông ta đã vẫy tay chào các bồi thẩm đoàn và miệng nói rằng cảm ơn. Khi phán quyết được đưa ra, hàng trăm triệu người đang dán mắt vào TV hoặc lắng tai nghe radio đã cực kỳ sốc và ngỡ ngàng với những tâm trạng và thái độ khác nhau. Có người thất vọng, có người thì hân hoan. Nhiều người da đen hân hoan về hệ thống tư pháp của Mỹ cuối cùng đã lần đầu tiên có hiệu lực đối với một người Mỹ gốc Phi. Trên thực tế, điểm mấu chốt của vụ án có thể không liên quan gì đến người da đen hay người da trắng, mà là một ví dụ điển hình cho thấy thế nào là thủ tục tố tụng, thế nào là hệ thống tư pháp của Hoa Kỳ. Hệ thống đó dường như hiệu quả hơn đối với những người giàu có và có những thầy cãi ngôi sao. Giới luật pháp Mỹ lúc bấy giờ đều công nhận việc tiến sĩ Lý chỉ ra một số nghi vấn về bằng chứng là chìa khóa giúp Simpson được tuyên bố chẳng án. Tiến sĩ Lý sau đó cũng bày tỏ, cho dù là làm chứng cho bên công tố hay bên bảo chữa,
thì tôi chỉ đưa ra những bằng chứng mà thôi. Đây là vụ xét xử dài nhất trong lịch sử bang California với án phí lên đến 20 triệu đô la Mỹ, khoảng hơn 509 tỷ đồng theo giá hiện tại. 126 nhân chứng, 1.105 vật chứng, 19 đài truyền hình và gần 10 đài phát thanh, hàng chục tờ báo và 2.000 ký giả đã theo dõi và tường trình trực tiếp diễn biến vụ án. Chỉ riêng tờ Los Angeles Times đã đăng hơn 1.000 bài viết về vụ án, hơn 120 máy quay phim được đặt trong phòng xét xử suốt phiên tòa. Hơn 80 cuốn sách đã được in ra với tác giả là những người tham gia phiên tòa ở mọi vị trí, từ công tố viên, điều tra viên, cảnh sát, bồi thẩm đoàn, luật sư bào chữa, kể cả nghi can chính của vụ án là ông Simpson. Các thống kê chính thức cho thấy có tới 91% khán giả truyền hình Mỹ theo dõi vụ xét xử, 142 triệu người nghe tuyên án qua đài cũng như truyền hình. Vụ án trên là một cơ hội tuyệt vời cho giới truyền thông kiếm lời. Người ta ngừng chiếu mọi hoạt động giải trí, thậm chí ngừng phát một trận bóng yêu thích chỉ để truyền hình trực tiếp phiên tòa của Simpson. Chưa dừng lại ở đó, mọi đời tư của ông ta đều được giới truyền thông đưa tin. Nhưng có vẻ như theo hướng tung hô về cuộc sống thường ngày của một ngôi sao nổi tiếng hơn là về một người đang đợi phán xét. Một cuộc nghiên cứu cho thấy ngành công nghiệp Mỹ đã thiệt hại 25 tỷ đô la Mỹ vì người lao động lơ là công việc khi theo dõi những diễn biến đến nghẹt thở của phiên tòa thế kỷ. Năm 1995, sau khi được tha bổng vì tội giết người, Simpson bắt đầu có mối quan hệ kéo dài 13 năm đối với một cô gái có tên Christy Brody. Vào thời điểm mối quan hệ của họ bắt đầu, Brody mới 19 tuổi và đang làm nhân viên phục vụ công tài. Sau khi mối quan hệ của họ kết thúc, Brody bày tỏ cô thường lo sợ cho tính mạng của mình trong suốt mối quan hệ với Simpson. Theo luật pháp của Mỹ, tòa án hình sự và tòa án dân sự là tách biệt nhau. Mặc dù Simpson không phải chịu trách nhiệm hình sự, nhưng ông ta vẫn phải chịu trách nhiệm trước tòa án dân sự. Tới ngày 4 tháng 2 năm 1997, theo đơn kiện của gia đình các nạn nhân, tòa án dân sự bang California có bồi thẩm đoàn gồm một người da đen, một người Mỹ Latin, một người châu Á và 9 người da trắng, tuyên bố Simpson phải có trách nhiệm về một tội danh trong cái chết của Brown và Goldman. Ông ta được yêu cầu phải trả 33,5 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường, khoảng hơn 852 tỷ đồng theo tỷ giá hiện tại. Trong đó, 8,5 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại cho gia đình Goldman và 12,5 triệu đô la Mỹ tiền bồi thường thiệt hại trừng phạt cho mỗi gia đình nạn nhân. Giá trị tài sản ròng của Simpson vào thời điểm đó là 11 triệu đô, tương đương với khoảng 280 tỷ đồng theo giá hiện tại. Song trên thực tế, với số tài sản ít ỏi còn lại, sau cuộc chiến pháp lý đắt đỏ kéo dài, một số tài sản của ông ta đã bị tịch thu và bán đấu giá, và phần lớn án phí vẫn chưa được thanh toán, nên ông ta đã cố gắng né tránh việc bồi thường thiệt hại. Gia đình của các nạn nhân hầu như không nhận được bất kỳ số tiền nào do Simpson đã phá sản, nợ tiền luật sư và phải cầm cố cả danh thư ở số 360 Đại lộ Rockingham để trả án phí khổng lồ nhưng vẫn không đủ. Simpson sau đó đã sống bằng quỹ lương hưu 4 triệu đô la Mỹ từ lập ra từ hồi còn chơi bóng bầu dục. Mỗi tháng, số tiền lãi từ khoản quỹ này ước tính vào khoảng 20.000 đô la Mỹ, song tòa án không thể động tới. Tháng 2 năm 1999, một cuộc đấu giá cúp Hyman Trophy của Simpson và các đồ đạc khác đã thu về gần 500.000 đô la Mỹ. Số tiền đó thuộc về gia đình nạn nhân Goldman. Và năm 2000, Simpson đã rời khỏi California, chuyển tới sống tại bang Florida để tránh bị tịch thu tiền dành cho các hoạt động bồi thường theo phán quyết của phiên tòa dân sự ở bang California. Đây là một trong số ít tiểu bang mà luật pháp quy định tài sản cá nhân như nhà cửa và lương hưu được miễn trả bồi thường các khoản nợ phát sinh ở các bang khác. Sóng gió chưa dừng lại, năm 2006, Simpson tiếp tục gây chấn động dư luận khi viết một cuốn sách mang tựa đề If I Did It, tạm dịch Nếu Tôi Làm Việc Này. Cuốn sách có một số đoạn miêu tả tỉ mỉ về những hành động tư tưởng của Simpson, giả định nếu muốn sát hại vợ cũ và Goldman đã gây ra sự phẫn nộ trong dư luận. Cuốn sách được nhà xuất bản Regan Book ấn định phát hành vào tháng 11 năm 2006. Tuy nhiên sau đó, họ đã hủy kế hoạch tung ra cuốn sách vì lo ngại sẽ gây phẫn nộ trong công luận. Và cuộc phỏng vấn của Simpson đã lên lịch với truyền hình Fox cũng bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Simpson đã được ứng trước 1 triệu đô la cho hợp đồng và cuộc phỏng vấn trước đó. Gia đình Goldman vẫn kiên trì theo đuổi phán quyết về vụ giết người mờ ám gắn với khoản tiền bồi thường triệu đô. Tháng 8 năm 2007, gia đình Goldman được tòa trao quyền bán sách như một khoản thanh toán cho bản án dân sự. Họ đã phát hành bản ấn bản đầu tiên của cuốn sách vào cuối năm 2007 và đổi tên If I Did It thành Confession of the Killer, được dịch là lời thú tội của kẻ sát nhân. Vào tháng 9 năm 2007,
Với nhiều tí vết trong quá khứ, Simpson 60 tuổi bị bắt với cáo buộc phạm nhiều tội danh, bao gồm cướp có vũ trang và bắt cóc, hành hung. Ông ta đã dẫn một nhóm 8 người xông vào phòng khách sạn sòng bạc Pearl Station tại thành phố Las Vegas, bang Nevada. Ông ta đã chế súng vào hai thương gia Bruce Froman và Alfred Whitney để cướp các kỷ vật thể thao của chính mình và khẳng định muốn lấy lại những món đồ đó vì nó vốn thuộc về mình. Tuy nhiên, vấn đề khiến người ta lưu tâm ở đây là những thứ mà Simpson muốn cướp lại có liên quan mật thiết đến vụ án mạng năm 1994. Vì vậy, dư luận khi đó tiếp tục đặt câu hỏi về mối liên hệ và những tình tiết có thể còn chưa được hé lộ vào đêm xảy ra vụ án. Vào ngày 5 tháng 12 năm 2008, Simpson bị tòa án kết án 33 năm tù và không được ân xá trong 9 năm. Ông ta thụ án tại trung tâm cải huấn lớp lóc ở vùng nông thôn Nevada. Vào ngày 1 tháng 10 năm 2017, ông ta 70 tuổi được ân xá và phóng thích trước thời hạn do cải huấn tốt sau 9 năm ngồi tù. Sau khi ra tù vào năm 2017, ông ta đã tham gia Twitter và đạt được 800.000 người theo dõi. Trong thời gian ông ta bị giam giữ, Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ cho biết cựu ngôi sao này vẫn nhận được từ 400.000 đến 600.000 đô la Mỹ tiền trợ cấp. 9 năm tù tưởng chừng là cú trượt dốc tới tận đáy của một ngôi sao từ đỉnh cao danh vọng rớt xuống vực thẳm tù tội. Song Simpson lại ra tù với một khối tài sản lớn hơn cả trước khi vào tù. Simpson sau khi ra tù đã dành phần lớn thời gian ở Las Vegas tại nhà của một người bạn. Ông ta sau đó đã tìm cách kiếm thêm thu nhập với việc bán ảnh kèm chữ ký. 25 năm sau khi vụ án xảy ra, ông bày tỏ, chủ đề của thời điểm này là chủ đề mà tôi sẽ không bao giờ xem lại nữa. Chúng ta không cần phải quay lại và sống lại ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời mình. Gia đình tôi và tôi đã tiếp tục sống, chuyển sang trạng thái mà chúng tôi gọi là không hề tiêu cực. Chúng tôi tập trung vào những mặt tích cực. Bộ phim tài liệu The Simpsons Made in America dựa trên vụ án đã được trao giải phim tài liệu hay nhất tại lễ trao giải Oscar lần thứ 89. Quả thực cho đến ngày nay, cái tên O.J. Simpson gần như không còn được biết đến như một ngôi sao của làng thể thao hay một tài năng của điện ảnh mà bê bối đời tư đã bao trùm toàn bộ sự nghiệp lẫy lừng của ông. Nhiều năm sau vụ án, người dân dường như đã dần nguôi ngoai khỏi những cảm xúc liên quan đến vấn đề chủng tộc. Một công ty tư vấn và phân tích đa quốc gia Mỹ đã tiến hành một cuộc thăm dò khác về vụ án. Hiện tại, có tới 83% người Mỹ tin rằng Simpson có tội và 53% người da đen tin rằng Simpson có tội. Vụ án Simpson đã cho chúng ta thấy hệ thống tư pháp của Mỹ, đồng thời cũng để lại một bí ẩn chưa có lời giải đáp. Vậy, liệu Simpson có phải là hung thủ hay không? Câu hỏi trên đã được tranh luận trong nhiều thập kỷ và chưa có lời giải đáp. Có lẽ chỉ bản thân Simpson mới biết được câu trả lời thực sự. Nhưng có một điều ai cũng đồng ý rằng, với hàng núi bằng chứng như vậy, Simpson khó có thể không bị kết tội nếu ông ta không đủ tiền thuê những luật sư tài giỏi nhất nước Mỹ. Vào tháng 5 năm 2023, Simpson thông báo ông đã được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư và bắt đầu hóa trị, đồng thời bày tỏ sự tin tưởng rằng mình sẽ đánh bại được nó. Vào tháng 2 năm 2024, ông ta vẫn đang điều trị bệnh ung thư tuyến tiền liệt. Một tuần rưỡi trước khi qua đời, Simpson đã hủy bỏ buổi ký tặng kỷ vật đã lên lịch vì cảm thấy không khỏe. Trong video Twitter cuối cùng của mình vào ngày 11 tháng 2 năm 2024, ông ta bày tỏ mặc dù đang giải quyết một số vấn đề nhưng ông ta vẫn có sức khỏe tốt. Ông qua đời vì căn bệnh trên vào ngày 10 tháng 4 năm 2024 ở Las Vegas, ngay cạnh câu lạc bộ Golden Rodan, hưởng thọ 76 tuổi. Vào ngày 17 tháng 4 năm 2024, Simpson được hòa táng tại nghĩa trang Palm Mortuary ở Downtown, Las Vegas. Cuối cùng, ông đã chính thức khép lại cuộc đời lừng lẫy cùng tai tiếng ở tuổi xế chiều. Những câu hỏi còn bỏ ngỏ cùng những nghi vấn qua nhiều thập kỷ, vĩnh viễn chôn vùi theo chân ông xuống mồ. Các bạn nghĩ sao về các vấn đề gây tranh cãi trong vụ án trên? Hãy để lại bình luận của các bạn ở bên dưới nhé. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!